Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 291 Một khi đã như vậy, ba vị tiểu thư không còn chuyện gì nữa. Canh giờ đã muộn, hãy về nghỉ ngơi thôi. Uông Hoài Vũ vừa nói dứt lời, Tần Diễm liền tiếp lời, để ta đưa các ngươi trở về sự việc xảy ra ở tần phù quả thật đã lan truyền, hẳn toàn bộ thanh huy viên đều biết tin về cái chết của thanh quân. Từ trên xuống dưới, hơn nửa người trong phủ đều hoang mang lo sợ. Uông Hoài Vũ vẫn còn nhiều người cần thẩm vấn, nên việc Tần Hoàn và mọi người quay về nghỉ ngơi là điều hợp lý. Tần Hoàn đáp một tiếng, cúi người chào rồi quay người rời đi. Rõ ràng là mọi người phải đi, Yến Ly liền cười nói, thất ca, vụ án này vừa mới xảy ra, chúng ta có cần ở lại dự châu chờ điều tra xong không? Nói đến đây, Yến Ly lại nói, ngài chính là đề hình tư án sát mà. Yến chỉ nhíu mày, không đáp, Yến Ly liền bật cười, không ngờ điều tra án lại thú vị đến vậy. Thất ca có cần thêm một phó xử không? Thật ra đúng là còn thiếu một người. Cuối cùng Yến chỉ cũng trả lời, quay đầu nhìn Yến Ly, người muốn làm à? Yến Ly mặt mày rạng rỡ, vui vẻ nói, đúng rồi đúng rồi thất ca để ta làm phó xử của chàng đi yến trì gật đầu cũng không phải là không được đôi mắt hổ phách của yến ly lập tức sáng rực tốt 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 vậy cứ quyết định như vậy yến trì khẽ đáp ân khẽ hất cằm nghe nói người hầu bên ngoài thanh huy viên đã tập trung đông đủ người ra đó hỏi thử xem có phát hiện dấu vết gì không vừa mới nhận chức yến ly đã được giao việc hứng thú liền tăng cao hắn nhanh nhào đáp được nhưng vừa bước ra ngoài một bước chân liền khượng lại vậy còn thất ca chàng thì sao yến trì đứng dậy nói ta sẽ đi xem xét một vài nơi khác trong phủ giọng nói của hắn không nhỏ không chỉ nói cho yến ly nghe mà còn nói cho cả uông hoài vũ uông hoài vũ vội vã hưởng ứng bởi ở đây thân phận của yến trì là cao nhất hắn muốn điều tra vụ án hay muốn về nghỉ ngơi đều là chuyện đương nhiên nhìn yến chỉ bước nhanh ra khỏi lợi hại nguyệt lâu yến ly cười hì hì rồi đi thẳng ra sân nơi đám người hầu đang tụ tập canh giờ đã thực sự muộn dù vụ án này không liên quan đến người nhà họ tần nhưng dù sao cũng có người chết ngay cả tần sương cũng chẳng còn tâm trạng vui đùa ba chị em trở về sân rồi ai về phòng nấy để nghỉ ngơi bạch anh cũng biết trong thanh huy viên đã xảy ra chuyện thấy tần hoàn cùng một người khác trở về Nàng vội vàng bước xuống giường, hỏi: "Tiểu thư đã về, tình hình thế nào rồi?" Tối nay Tần Hoàn đã phải khám nghiệm tử thi, người trông có chút mệt mỏi. Phục Linh thấy vậy liền thay nàng trả lời: "Chúng ta cũng chưa rõ tình hình. Tri phủ đại nhân đang điều tra, ngài gọi chúng ta lên hỏi hôm nay đã làm gì, rồi mới cho trở về." Bạch Anh nhìn Tần Hoàn, ánh mắt đầy lo lắng, Tần Hoàn liền nói: "Không sao đâu, rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi." sáng mai chờ xem có kết quả không. Nghe vậy, Phục Linh vội đi chuẩn bị. Không lâu sau, Tần Hoàn nằm xuống nghỉ ngơi. Phục Linh tắt đèn rồi cùng Bạch Anh về ngủ chung một chỗ. Tần Tương và Tần Sương về phòng cũng nhanh chóng nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu, cả khu khách viện chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Tần Hoàn nằm trên giường, mắt mở trừng trừng suốt 15 phút. Rồi bên ngoài cửa sổ bất chợt truyền đến một âm thanh tần hoàn chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lùa qua ngay sau đó một bóng người lẻn vào trong phòng tần hoàn ngồi dậy áo ngoài trên người đã cởi chỉ còn áo trong để ngủ nàng khẽ hỏi yến chi nàng vội hỏi ngay khi vừa dứt lời bóng người đó đã ngồi xuống mép giường nàng ngươi để cửa sổ thế này không sợ người khác lẻn vào sao tần hoàn hạ thấp giọng nói yến chi cũng khẽ giọng sao có thể có người khác tới được nàng lắc đầu đáp. Yến trì thở dài, trong bóng tối nắm lấy tay tần hoàn, có mệt không? Trong phòng tối đen như mực, ánh tuyết ngoài cửa sổ hắt vào chỉ đủ để tần hoàn lờ mờ nhìn thấy dáng người Yến trì cùng đôi mắt sáng tựa ngân hà của hắn. Hắn vừa từ ngoài vào, cả người mang theo hơi lạnh của đêm đông, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp vô cùng. Khi chạm vào bàn tay hắn, cảm giác dày dạn và thô giáp như làm nàng an tâm hơn. Một chút thôi. Tần Hoàn hơi dừng lại, sau đó hỏi, vụ án này chẳng nghĩ thế nào? Yến chỉ đưa tay xoa nhẹ lên má Tần Hoàn, nếu không sợ kinh động tới nha hoàn của nàng, hắn thật muốn thắp đèn lên để nhìn rõ vẻ mặt nàng lúc này. Hắn nói, có chút kỳ lạ, khi người khám nghiệm thi thể, có phát hiện gì đặc biệt không? Tần Hoàn lắc đầu, chỉ là những điều đó thôi, trên tay người chết có vết chai, chủ yếu ở hồ khẩu và lòng bàn tay, chứng tỏ đã từng luyện võ ngoài ra dù tuổi đã lớn nhưng thân hình vẫn rất nhỏ nhắn mềm mại không giống người già với khớp xương cứng đờ như thường thấy còn có vài vết sẹo cũ trên người nàng ta đã xem qua tất cả đều là vết thương từ trước vì vậy lời của bà phụ lương phần lớn là thật yến chỉ tìm đến nàng tuy mang theo chút quan tâm nhưng rõ ràng cả hai đều rất chú ý đến vụ án này nói vậy lời của bà phụ lương là thật tần hoàn gật đầu đúng vậy nhưng điều kỳ lạ là nếu đúng như hắn nói bọn họ chỉ tình cờ quen biết sau đó thành bạn cũ và khách quen vậy tại sao lần này thanh quân lại chết ở thanh huy viên người ở thanh huy viên đông như thế hung thủ hoặc là có thù với bảng phụ lương hoặc là có thù với thanh quân hoặc cũng có thể cả hai người họ đều có thù với hung thủ yến chỉ đã từng thấy hoác hoài tín xử lý vụ án cô dâu không đầu lại chính mình tham gia điều tra án tần phủ nên hiểu rõ sự phức tạp của mỗi vụ án người bị hại chưa chắc đã thật sự là kẻ bị hại mà kẻ nói dối cũng không phải hoàn toàn bịa đặt lời nửa thật nửa giả là cách dễ khiến người khác không nắm bắt được chân tướng tần hoàn ngừng lại một chút rồi tiếp còn có cả lưu vận nữa Ô, yến chỉ khẽ nghi hoặc hỏi người nói thế là ý gì tần hoàn giải thích nếu hắn chỉ vô tình bị kéo vào chuyện này thì hắn quả thật rất oan nhưng nếu giữa hắn và bảng phụ lương có điều gì che giấu thì sao trước khi các ngươi tới bảng phụ lương báo quan rất qua loa nhượng bộ lớn nhất cũng chỉ là bảo người đi nói riêng với tri phủ uông nếu vậy mọi chuyện hẳn sẽ bị xem nhẹ và bỏ qua rõ ràng bảng phụ lương muốn để cái chết của thanh quân được khép lại như một vụ tự tử có lẽ hắn làm vậy vì danh tiếng hoặc vì lý do khác ta không chắc nhưng cảm tình của lưu vận đối với thanh quân dường như không bình thường tối nay vốn dĩ bàng phụ lương chỉ định tổ chức buổi tiệc chiêu đãi chúng ta không có ý mời thanh quân tới là tam ca nói rằng không nên để khách trong phủ bị bỏ sót nên cuối cùng bàng phụ lương miến cưỡng đồng ý nhưng người đầu tiên lên tiếng mời thanh quân là lưu vận sau khi biết thanh quân gặp chuyện phản ứng của lưu vận là lớn nhất hắn cũng là người đầu tiên lao đến bên thi thể của nàng ta thấy hắn thật sự rất đau lòng yến chỉ vẫn nắm tay tần hoàn nghe đến đây liền cau mày hỏi lưu nhân lệ sao tần hoàn gật đầu đúng vậy lúc đó ta vô cùng kinh ngạc thanh quân đã rút lui khỏi giang hồ nhiều năm còn lưu nhân lệ thì thời gian qua luôn làm quan bên ngoài khả năng họ gặp nhau phải rất ít theo lời bàng phụ lương lưu nhân lệ biết đến thanh quân thông qua hắn chỉ có thể xem là bạn cũ xã giao. Nhưng như vậy, tại sao hắn lại đau lòng hơn cả bàng phụ lương? Nhắc đến Lưu Nhân Lệ, Yến chỉ hơi trần trừ rồi hỏi, tam ca ngươi có nói gì về Lưu Nhân Lệ không? Tần Hoàn nhớ mày, cái này ta không rõ, mấy chuyện liên quan đến triều đình, họ đều nói riêng với nhau. Nghe lời nàng, Yến chỉ cảm giác như nàng đang có chút đề phòng, liền thở dài, bảo tam ca ngươi, bất kể đã hứa với lưu nhân lệ điều gì sau khi về kinh tốt nhất đừng để hắn quá gần gũi với hầu phù nghe vậy tần hoàn lập tức cảm thấy không đơn giản liền hỏi chuyện gì đã xảy ra giọng yến chỉ hạ thấp thêm vài phần chuyện liên quan đến muối vận rất phức tạp trước đây ở phía đông đã có mấy quan viên muối vận bị xử vì tham nhũng còn lưu nhân lệ hắn cũng không phải là người trong sạch tần hoàn chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát trong đầu nàng nhanh chóng nảy ra một ý nghĩ. Tam ca từng nói, ở phía đông có vài quan muối vận bị xử lý vì biển thủ thuế bạc. Đúng vậy, Yến chỉ bóp nhẹ tay tần hoàn, biển thủ thuế là trọng tội, chưa kể ở những nơi liên quan đến muối vận, thường xuyên có người mất mạng. Giọng tần hoàn nghiêm lại, nàng hỏi, chàng có phải đã biết lưu nhân lệ có chuyện gì rồi không? Khi hỏi câu này, trong lòng Tần Hoàn đã xác định rằng Tần Diễm rất có khả năng đã đạt được thỏa thuận nào đó với Lưu Nhân Lệ. Nếu Lưu Nhân Lệ thực sự dính dáng đến những rắc rối nghiêm trọng, nàng nhất định phải nhắc nhở Tần Diễm. Điều này không phải vì nàng muốn bảo vệ Tần phủ quá mức, mà vì nàng đã mang thân phận cửu tiểu thư, nên buộc phải suy nghĩ từ lập trường của Tần phủ. Hơn nữa, Tần phủ cũng là nơi nàng sẽ nương náu sau này. Nàng không mong xuất thân từ đây sẽ mang lại nhiều lợi ích chỉ mong tần phủ yên ổn để nàng đủ tâm trí mà mưu tính chuyện của phụ thân đồng thời suy nghĩ này cũng giúp nàng hiểu rõ hơn những ý niệm vừa lóe lên trong đầu nghe nàng hỏi yến chỉ lập tức hiểu được tâm tư của nàng trong bóng tối hắn hơi nghiêng người đáp ừm um. ta tất nhiên biết nhưng ngươi quan tâm đến tần phủ như vậy ta không thể dễ dàng nói hết mọi chuyện cho ngươi được tần hoàn nhướng mày hỏi vậy chàng định làm gì Chữ gì còn chưa kịp thoát ra, Yến Chỉ đã lập tức tiến sát lại gần hơn. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt nàng, chỉ còn cách môi nàng một chút nữa. Tần Hoàn không cần hỏi thêm, nàng hiểu ý hắn ngay. Tần Hoàn khẽ mím môi, dường như đã chờ điều này từ rất lâu. Yến Chỉ khẽ ừm một tiếng. Âm thanh nhẹ nhàng ấy mang theo chút uy hiếp khiến Tần Hoàn khẽ nhắm mắt. Nàng chạm môi hắn một cái thật nhanh như chuồn chuồn lướt nước. Mặc dù thời gian quá ngắn không làm Yến Trì thỏa mãn, nhưng hắn vẫn không nhịn được bật cười khẽ. Trong bóng tối, tiếng cười trầm thấp của Yến Trì vang lên như một sự chiêu chọc. Mặt tần hoàn nóng bừng, nàng nghiến răng nói, chàng có định nói hay không? Yến Trì lập tức thu lại nụ cười, hạ giọng nói, lần này lưu nhân lệ đến nhà họ bàng, phần lớn là để cầu tài. Hắn giữ chức mối vận sử ở phía nam, chức này tuy quan trọng nhưng phẩm cấp không cao hắn muốn thăng chức, nhất định phải lo lót trên dưới, mà xuất thân của hắn lại thấp kém, nên càng phải tiêu tốn nhiều hơn. Không chỉ vậy, ở Hồ Châu, hắn tỏ ra liêm chính nhưng thực tế ngầm sống xa hoa, trụy lạc vô cùng. Án mạng Tần Phù từng có liên quan đến Hồ Châu, nhưng vì chuyện đã qua lâu, lại có người cố ý ngăn cản nên không điều tra được. Ta và Hoác Chi Phủ từng suy đoán rằng một số quan viên muối vận ở Hồ Châu cũng tham gia vào những việc làm bẩn thỉu đó. Nghe đến đây, nhịp thờ của Tần Hoàn khẽ chậm lại. Mỗi khi nghĩ đến án mạng ở Tần Phủ, nàng đều cảm thấy nặng nề. Dù vụ án nào cũng phức tạp, nhưng khi liên quan đến những đứa trẻ nhỏ tuổi gặp bi kịch, lòng nàng càng không đành lòng. Nàng không ngờ vụ án này lại liên quan sâu rộng đến vậy, thậm chí còn dính dáng tới cả quan chức trong hệ thống muối vận vì như vậy chi tiêu ngầm của hắn chắc chắn rất lớn ở lưỡng hồ giữa các quan viên thường có những thỏa thuận ngầm trước đây lưu vận không rõ kiếm tiền từ đâu nhưng chưa dính đến thuế bạc tuy nhiên từ vài năm trước vấn đề thuế bạc ở lưỡng hồ bắt đầu lộ ra ban đầu không ai chú ý nhưng đến năm nay khi phía đông bị tra xét hắn chắc chắn lo sợ tần hoàn chìm vào suy nghĩ ánh mắt xa xăm thấy vậy Yến chỉ bất ngờ cúi xuống chạm nhẹ môi nàng, khiến nàng giật mình. Trước khi nàng kịp phản ứng, hắn đã tiếp tục, trừ phi trước khi có người tấu trình chuyện này, hắn kịp bù đắp những khoản thuế bạc đã thiếu hụt. Nếu không, đừng nói đến chuyện thăng quan, ngay cả mạng sống hắn cũng khó giữ. Tần Hoàn không bận tâm đến hành động của Yến Trì, chỉ, chỉ nhẹ nhàng hỏi, có phải đã có người định tấu trình chuyện này lên triều đình? Yến Trì khẽ đáp, đúng vậy vì thế hãy nói với tam ca ngươi lưu nhân lệ không phải là người phù hợp nhất để kết giao trong bóng tối tần hoàn gật đầu lòng không khỏi dấy lên chút sợ hãi nếu không nhờ yến trì nhắc nhở rất có thể sau khi trở về kinh tần phủ sẽ vô tình chuốc lấy họa lớn thì ra là vậy khi chàng nói lúc nãy ta cũng nghĩ đến việc lưu nhân lệ đến nhà họ bằng lần này là để câu tài dừng lại một chút tần hoàn tiếp nhưng nếu là vậy điều lưu nhân lệ muốn hẳn là rất lớn. Bàng phụ lương chưa chắc sẽ đồng ý, chẳng lẽ nhà họ bàng định nhúng tay vào việc buôn muối của quan phủ? Yến chỉ trầm ngâm, bàng phụ lương nói rằng hắn quen biết lưu nhân lệ thông qua các buổi xã giao, rồi sau đó giới thiệu lưu nhân lệ với song thanh ban. Thanh quân rút lui khỏi giang hồ đã 8, 9 năm. Khi đó, lưu nhân lệ vẫn chưa làm muối vận sử, cùng lắm chỉ là một viên quan cấp thấp bàng phụ lương chưa chắc đã chủ động kết giao. Nói đến đây, Yến chỉ đột nhiên bảo, nói vậy, chỉ cần tra xem tám, chín năm trước lưu nhân lệ làm quan ở đâu là rõ ngay. Tần Hoàn gật đầu, khẽ đáp, đúng vậy, có lẽ cũng cần tra rõ tung tích của thanh quân sau khi rút lui. Liệu nàng có thực sự ở Định Châu như bàng phụ lương đã nói hay không? Yến chỉ đáp, được, đến đây, hai người gần như đã thảo luận xong mọi khía cạnh liên quan đến vụ án. Căn phòng tối đen như mực, một người ngồi trên giường, một người ở mép giường, khoảng cách giữa họ gần đến mức, chỉ cần không nói gì, mọi thứ dường như trở nên đầy ái mùi. Tần hoàn mím môi, chủ động phá vỡ sự im lặng, chúng ta không đi nữa, vậy còn Trang. Yến chỉ nhách môi cười, ta là để hình tư án sát. Hiện giờ dự châu có vụ án, làm sao ta có thể rời đi lúc này? chương 292 tần hoàn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói phải nên làm thế nếu không sẽ chẳng khác gì thiếu trách nhiệm đúng không yến chỉ khẽ cười tiếng cười nhẹ đến mức gần như không nghe thấy mang theo chốt bất đắc dĩ hắn vốn vẫn nắm tay tần hoàn đột nhiên buông ra tần hoàn chưa hiểu hắn định làm gì đã thấy hắn kéo nàng vào lòng yến chỉ ôm lấy nàng một tay nhẹ vuốt trên lưng nàng tần hoàn khẽ liếc mắt hỏi đúng rồi Tối nay sao chàng lại đến đây? Yến chỉ trước đó chắc chắn không hay biết chuyện án mạng xảy ra ở bàng phù. Chàng dẫn theo Yến Ly và Uông Hoài Vũ đến đây, chẳng lẽ là để gặp nàng? Nếu phải đi, mấy ngày nay ta đã lỡ mất vài lần gặp nàng rồi, nên lần này nhất định phải đến thăm nàng một chút. Giọng Yến chỉ dịu dàng, khiến lòng tần hoàn ấm áp thêm vài phần. Nàng tựa đầu vào hõm vai của chàng, đôi tay mảnh mai ôm lấy eo chàng trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở của hai người sau khi ôm nhau một lát tần hoàn bất chợt lên tiếng ta hình như hơi mệt rồi tần hoàn vốn là người rất tự chủ nếu không thực sự cần thiết nàng tuyệt đối không bao giờ ngủ muộn lời vừa nói ra trong đó lại có chút ý như muốn đẩy khách đi hai người khó khăn lắm mới có dịp ở bên nhau vậy mà nàng lại than mệt chẳng phải lạ lắm sao yến chỉ siết chặt eo nàng một cái khiến tần hoàn khẽ á lên đang lúc nàng cảm thấy không ổn chàng lại hư một tiếng rồi buông tay nói đã mệt thì cứ ngủ đi tần hoàn hơi ngượng ngùng khẽ lên tiếng ta yến chỉ nắm lấy tay tần hoàn khẽ cắn một cái giọng cười ẩn ý đợi trở về kinh thành nàng sẽ phải chịu đấy nói xong yến chỉ đè nhẹ nàng xuống giường kéo chăn gấm phủ kín đến tận mũi nàng sau đó chàng xoay người rời đi, tiếng xoạch vang lên khi chàng cẩn thận đóng kín cửa sổ lại. Tần hoàn khẽ cảm thấy tay mình vẫn còn chút ngứa từ cái cắn nhẹ của chàng. Trong bóng tối, khóe môi nàng bất giác cong lên. Cơn buồn ngủ kéo đến đúng lúc, sự hiện diện của Yến Trì khiến lòng nàng vô cùng an yên. Vì thế, nàng dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Tần hoàn kéo chăn định để lộ cảm ra cho thoải mái, nhưng nghĩ đến chiếc chăn là do Yến Trì đắp cho nàng, nàng lại trần trừ rồi rụt tay về. Cứ thế, nàng quân kín trong chăn mà chìm vào giấc mộng đẹp. Khi Yến chỉ quay lại nguyệt lâu, Yến Ly vẫn đang chất vấn đám hạ nhân với vẻ mặt đầy kinh hoàng. Gió lạnh thổi vù vù trong sân, ánh mắt Yến Ly sắc bén và lạnh lùng quét qua từng người đang đứng trước mặt. Việc thẩm vấn chủ yếu do Uông Hoài Vũ thực hiện, còn Yến Ly chỉ đứng đó nhìn chằm chằm. Đám hạ nhân bằng phủ bị ánh mắt hắn dọa đến căng thẳng không thôi, trả lời câu nào cũng ấp úng. Vì vậy, trong mắt Yến Ly, ai cũng có vẻ khả nghi. Thấy Yến Trì trở lại, Yến Ly lập tức nói: "Thất ca, thất ca, sao ta cảm thấy ai trong số bọn họ cũng khả nghi vậy?" Yến Trì liếc qua đám người rồi hỏi: "Dựa vào đâu mà ngươi nghĩ vậy?" Yến Ly đáp: "Bọn họ không ai dám nhìn ta, ta chỉ nhìn thoáng qua một chút." mà đã thấy họ đổ mồ hôi lạnh như mưa, hai chân run rẩy như muốn bỏ chạy. Nếu không trột giả thì là gì? Yến chỉ nhíu mày, có phải người đã để lộ thân phận trước khi thẩm vấn không? Yến Ly nhìn sang Uông Hoài Vũ, là Uông Đại Nhân để lộ. Yến chỉ nhìn Yến Ly như nhìn một tên ngốc, bọn họ chỉ là những hạ nhân bình thường. Người là thế tử của cung thân vương, mang thân phận như thế xuất hiện ở đây, không phải càng khiến họ hoảng loạn hơn sao? Yến Ly nghẹn lời một lúc, rồi nói, nghe vậy cũng có vài phần hợp lý. Nhưng ta nhớ, đám người ở kinh thành có bao giờ sợ ta đâu nhỉ? Nghe xong, ánh mắt Yến Chỉ vốn đã bất đắc dĩ lại càng tối sầm hơn. Một lát sau, chàng vỗ vai Yến Ly, "Nếu thật sự muốn biết cách phá án, thì hãy nhìn theo cách Uông Chi phủ làm." Yến Ly liếc nhìn Uông Hoài Vũ, buông một câu, "Chuyện đó không thú vị lắm." Sau đó, như nhớ ra điều gì hắn hỏi thất ca lúc nãy huynh đi đâu vậy ta vừa đi một vòng quanh phủ ồ thất ca huynh phát hiện được gì không ánh mắt yến chỉ lướt qua đám hạ nhân trước mặt uông hoài vũ rồi nhíu mày các tiểu viện trong phủ đều thông suốt bốn phía chỉ cần đi theo lối nhỏ bất kỳ ai cũng có thể ra tay rồi rời đi mà không để lại dấu vết yến ly nhíu mày vậy chẳng phải rất khó để truy ra hung thủ sao Yến chỉ không trả lời, ánh mắt hướng về cửa nguyệt lâu, nơi bảng phụ lương đang đứng. Lưu nhân lệ không thấy đâu, Yến ly nhìn theo ánh mắt của Yến trì rồi giải thích, Lưu vận đã được hỏi xong. Là khách nên người ta đã về nghỉ trước rồi. Yến chỉ khẽ nhướng mày, phu nhân bảng phủ đã xuất hiện chưa? Yến Ly gật đầu liên tục, rồi, rồi, vừa nãy bà ta ôm tam thiếu gia của bảng phủ đến. Sau khi Uông Chi Phủ hỏi xong thì bà ta cũng đi rồi. Yến Ly tiếp lời, có thể biến một người phụ nữ hôn mê thành giả vờ tự tử bằng cách treo cổ thì chắc chắn phải là một nam nhân có sức lực không nhỏ. Dù Thanh Quân không mập, nhưng ta đoán kẻ đó đã phải đứng lên ghế rồi nhấc bà ấy lên để treo. Không khỏe mạnh thì làm sao được? Nghe vậy, Yến chỉ nhíu mày nhưng không lập tức đồng tình. Lời của Yến Ly xét theo lẽ thường thì đúng, nhưng Yến chỉ nhớ rõ vụ án ở Tần Phù mà hắn và Tần Hoàn từng điều tra. Khi đó, mọi người đều nghĩ rằng chỉ có nam nhân khỏe mạnh mới có thể di chuyển được viên đá chân yêu lớn như thế. Tuy nhiên, hóa ra hung thủ lại dùng che mềm để hỗ trợ. Thanh quân thì nhẹ hơn viên đá ấy rất nhiều, nên thực tế một phụ nữ có sức khỏe tốt cũng có thể làm được. Thất ca, ta nói đúng không? Không đúng, Yến chỉ thẳng thường phủ định lời Yến ly, rồi bước đến chỗ Uông Hoài Vũ. Uông Hoài Vũ thẩm vấn rất bài bản, Yến chỉ không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Nhưng vụ việc lại không hề đơn giản như yến chỉ nghĩ. Sau khi thẩm vấn tất cả hạ nhân, vẫn không tìm được manh mối nào. Uông Hoài Vũ tạm thời cho giải tán hết đám người hầu, vừa đi vào Nguyệt lâu vừa nói, hầu như mọi người đều có chứng cứ rõ ràng về việc họ làm trong khoảng thời gian đó. Hiện tại vẫn không thể tìm ra độc dược Mạn Đà La đã bị hạ ở đâu. Từ lúc vào phủ đến khi gặp Bàng lão gia, nước trà hay đồ ăn đều không phải chỉ mình thanh quân dùng. Chẳng lẽ trước khi vào phủ nàng ta đã tự nuốt đâu? Uông hoài vũ xoa xoa thái dương, thấy trời đã khuya bèn nói, hai vị điện hạ hãy về nghỉ trước, ngày mai lại tiếp tục. Đêm nay tạm thời không thể hỏi thêm được gì nữa. Yến chỉ không nói gì, Yến ly ngáp dài, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ rồi hỏi, Uông chi phủ, người ở phòng bếp khai gì chưa? Thức ăn đều được làm trong phòng bếp của phủ, vì vậy đám người ở đây là manh mối quan trọng nhất uông hoài vũ vội trả lời đã hỏi cả rồi không ai thừa nhận điều gì thân phận mỗi người trong phủ đều được ghi lại rõ ràng thoạt nhìn không có ai khả năng có thủ oán với bảng lão gia hoặc thanh quân yến ly buông tay nói chẳng lẽ việc này cứ thế đi vào ngõ cụt sao uông hoài vũ cười khổ trong khi yến chỉ trầm ngâm rồi nói thôi vậy tạm dừng ở đây Uông Hoài Vũ lập tức đồng ý, Yến Trì dặn dò thêm vài câu rồi dẫn Yến Ly rời khỏi. Yến Trì và Yến Ly rời khỏi Nguyệt Lâu, hướng về Đại Môn Thanh Huy Viên. Khi ra đến cổng phủ, Yến Ly bất chợt ngoái lại nhìn, hỏi, Ủa, Bạch Phong đâu rồi, thất ca, Huynh đã phai hắn làm gì sao? Yến Trì không đáp, chỉ lặng lẽ xoay người lên ngựa. Nhìn dáng vẻ của Yến Trì, Yến Ly biết ngay chàng đã có tính toán hắn chỉ cười rồi túc ngựa rời đi không lâu sau uông hoài vũ cũng rời khỏi bàng phủ để lại vài nha sai ở lại trông coi thi thể thanh quân một vụ án mạng xảy ra cả bàng phủ đều chìm trong nỗi sợ hãi những người bị gọi lên thẩm vấn đều thấp thỏm không yên chỉ khi các ngọn đèn trong phủ dần tắt sự kinh hoàng và bất an mới được màn đêm che đi phần nào sau khi chắc chắn uông hoài vũ đã rời đi Bàng Phụ Lương vốn định nghỉ ngơi nhưng lại bước về phía một khách viện ở hướng Bắc. Khách viện này không có ai canh gác, trong nhà chính chỉ le lói một ánh đèn dầu. Khi đẩy cửa bước vào, ông ta thấy Lưu Nhân Lệ đang ngồi đó, khuôn mặt đau đớn tột cùng. Bàng Phụ Lương híp mắt, lạnh lùng nói, "Ta đã bảo ngươi, thu lại cái bộ dạng này ngay lập tức." Vừa nói, Bàng Phụ Lương đóng sập cửa lại. Không có ai khác ở đây, Lưu Nhân Lệ không còn sợ Bàng Phụ Lương giọng nói hắn nặng trĩu ngươi nói thật đi có phải ngươi không ở phủ của ngươi hắn dám to gan như vậy chứ đáy mắt bàng phụ lương lạnh lẽo như băng ngươi tỉnh táo lại đi giữa ta và ngươi lúc này không cần phải đấu đá nhau lưu nhân lệ cười lạnh nội chiến ta chỉ sợ ngươi quá tàn nhẫn độc ác quên mất rằng chúng ta cùng một phía ta nghĩ mãi không thông với tính cách hiếu thắng cả đời của nàng làm sao có thể treo cổ tự vẫn được. Hiện giờ cha rõ nàng bị hại, loại độc đó, chẳng lẽ không phải ngươi là người dễ dàng hại nhất sao? Bàng phụ lương siết chặt nắm tay, nghiến răng đáp, toàn bộ rượu, đồ ăn, nước trà ta cũng dùng chung với các ngươi. Sao ta không bị trúng độc? Khóe hơi lưu nhân lệ khẽ động, hỏi, vậy còn có thể là ai? Bàng phụ lương nhíu chặt đôi mày, dường như đang nhớ lại chuyện gì rất xa xưa nhìn biểu cảm biến đổi trên khuôn mặt ông lưu nhân lệ vội hỏi người đang muốn nói kẻ hại nàng là ai lưu nhân lệ đột một quát lớn rộng sắc như dao hắn xoay người mở toang cửa phòng nhưng ngoài kia chỉ vang lên tiếng gió lạnh rít qua màn đêm lời lưu nhân lệ vừa định thốt ra bị chính tiếng quát của mình làm gián đoạn hắn bước ra trước sân kiểm tra thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm bảng phụ lương vẫn đầy cảnh giác lạnh nhạt nói, ta chỉ đến xem ngươi thôi. Nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, ông không nói thêm lời nào, nhanh chóng rời khỏi khách viện của Lưu Nhân Lệ. Khoảng nửa canh giờ sau, Bạch Phong lặng lẽ trở về nơi ở của Yến Trì trong dụ thân vương phù. Sau khi Uông Chi Phủ rời đi, bàng phụ lương liền đi tìm Lưu Nhân Lệ. Thuộc hạ vừa định đến gần thì hắn dường như phát hiện ra điều gì, rồi lập tức rời đi. Bạch Phong cúi đầu, nói, thuộc hạ vô năng. Nghe vậy, Yến Chỉ phất tay, không trách ngươi, còn gì nữa không? Bạch Phong suy nghĩ một lúc rồi nói, sau đó hắn trở về phòng mình, tắt đèn nghỉ ngơi. Thuộc hạ chờ khoảng nửa canh giờ không thấy động tĩnh nên quay lại báo với chủ tử. Nhưng, trên đường ngang qua một hậu viện hẻo lánh ở phía Bắc Bàng phủ, thuộc hạ phát hiện nơi đó dù đã khóa, nhưng bên trong vẫn có người. Sự chú ý của Yến Nhi lập tức bị thu hút, là ai? Bạch Phong hạ giọng đáp, là, một tiểu cô nương. Nỗi khổ của thường thị, tam thiếu gia tạ lễ. Thiếu gia, cẩn thận chút, tình nương lo lắng kêu lên, nhưng bàng gia ngôn chẳng màng để ý, tiếp tục leo lên đỉnh núi giả Thân hình nhỏ bé của hắn cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã đứng trên đỉnh núi giả cao vút. Tần Sương và Tần Hoàn đứng bên dưới nhìn mà không khỏi thấp thỏm lo lắng. Tình nương ngượng ngùng nói, tiểu thiếu gia từ nhỏ đã thích trèo cao, còn thích chui rúc trong các núi giả và nhà ấm. Không cách nào cản được, nên lão gia đành phải cho tiểu thiếu gia một tòa tiểu hồng lâu trong huy viên. Huy viên là chủ viện của bàng phụ lương và thường thị, còn tiểu hồng lâu là tòa lầu ba tầng nằm ở phía sau huy viên. Tần Sương hơi ngạc nhiên, hỏi, tam thiếu gia còn nhỏ như vậy mà đã không ngủ cùng phu nhân sao? Nghe vậy, tình nương không khỏi nhìn về phía bảng gia môn với ánh mắt đầy thương cảm tiểu thiếu gia dù nghịch ngợm thích trèo leo và trêu chọc người khác nhưng ở nhiều khía cạnh khác lại khiến người ta ít phải bận tâm hơn so với trẻ con khác từ khi ba tuổi cậu đã không còn ngủ cùng phu nhân thường ngày cậu ấy rất trầm lặng nhưng khi quậy phá thì đúng là khiến người ta phải đau đầu trẻ con tay chân còn vụng về lại luôn thích trèo lên trèo xuống quả thật làm người lớn lo lắng không yên. Tần Sương mỉm cười nói, tam thiếu gia đúng là có chút đặc biệt, sau này lớn lên nhất định sẽ rất thông minh. Tình nương cười gật đầu, tuy chỉ là một người hầu, nhưng có thể thấy rõ tình cảm chân thành mà nàng dành cho bàng gia ngôn. Vụ án mạng xảy ra trong phủ khiến Tần Sương tối qua vô cùng sợ hãi. Nhưng khi trời sáng, nàng lại không thể ngồi yên, vừa ăn sáng xong, nàng liền nói muốn đi dạo. Lần trước, bàng nghi văn đã dẫn mọi người đến chỗ hồ sen nhưng không đi xa hơn tần sương lấy làm hứng thú cũng không còn sợ nữa liền kéo tần hoàn cùng đi bạch anh vết thương đã gần khỏi hẳn cũng đi theo tần hoàn đành thuận theo ý nàng không ngờ khi đến hồ sen họ lại bắt gặp bàng gia ngôn đang chui rúc trong núi giả khu vườn này nhìn rộng lớn nhưng ngày thường lại khá quạnh quẽ gần đây nhờ các vị tần cô nương đến mà mới có chút sinh khí. Thiếu gia dạo này cũng đặc biệt thích chơi đùa hơn. Tỉnh nương nói tiếp, rồi thở dài, nghe phu nhân bảo rằng mấy vị tần cô nương vốn định hôm nay rời đi, nhưng vụ án mạng đã khiến mọi thứ bị trì hoãn. Chỉ sợ người nhà các cô ở Kinh Thành sẽ rất lo lắng. Tần Hoàn mỉm cười nhẹ, chuyện này không sao, chỉ cần về Kinh trước Tết là được. Nói xong, Tần Hoàn chợt nhớ ra, sao không thấy phu nhân đâu nghe vậy ánh mắt tình nương thoáng trầm xuống nàng cúi mắt đáp phu nhân có chút không khỏe hiện giờ vẫn còn nằm nghỉ tần hoàn nhíu mày hỏi phu nhân bị bệnh sao thấy vậy tần sương vội vàng nói nếu phu nhân bị bệnh hãy để nàng khám thử y thuật của nàng rất giỏi trước đây tần sương chưa bao giờ khen ngợi tần hoàn điều này đủ thấy nàng đã thay đổi rất nhiều nghe vậy ánh mắt tình nương thoáng dao động, nàng đáp, bệnh của phu nhân không có gì nghiêm trọng. Chỉ là bệnh vặt thôi. chương 293 Tình nương cúi đầu, tránh ánh mắt của mọi người. Đừng nói là tần hoàn, ngay cả tần xương cũng nhận ra có điều bất thường. Nàng liếc nhìn tần hoàn, khẽ hỏi, phu nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người thật sự có khả năng chữa bệnh sao? Đột nhiên, từ phía dưới núi giả, bóng dáng của bàng gia môn xuất hiện. Một khắc trước, hắn còn đứng trên đỉnh núi giả, vậy mà trong chớp mắt đã chạy xuống phía dưới. Rõ ràng hắn đã nghe được lời của Tần Sương, lúc này, hắn bình tĩnh nhìn Tần Hoàn. Khi thấy Tần Hoàn gật đầu, Tần Sương liền nói, đại ca ngươi cũng đã nhờ nàng chữa bệnh rồi. Nhắc đến bàng nghi văn, bàng gia môn khẽ hừ một tiếng rồi bước chân nhỏ nhắn đến trước mặt Tần Hoàn, ngươi có thể xem bệnh cho mẫu thân ta được không? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, khôi ngô như tạc ngọc của Bàng Gia Môn, Tần Hoàn không thể nào từ chối. "Được," nàng nói, rồi quay sang Tình Nương, "chỉ là không biết có tiện hay không?" Tình Nương thoáng lộ vẻ lúng túng, Tần Hoàn thầm nghĩ, bệnh của Thường Thị Hàn là điều gì đó khó nói, không muốn để người khác biết. Nhưng Bàng Gia Môn tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên mới lên tiếng. Tình Nương quay lại nhìn Bàng Gia Môn, thiếu gia bảng gia ngôn lập tức quay sang nhìn tình nương nói mẫu thân ta đau đến mức không chịu nổi nghe vậy gương mặt của tình nương đầy vẻ đau xót nàng khẽ nói nhưng không thể để lão gia biết chuyện này bảng gia ngôn gật đầu như một tiểu đại nhân ngươi đi xem phụ thân ở đâu chúng ta sẽ chờ ở đây tình nương nhìn bảng gia ngôn rồi lại nhìn tần hoàn gật đầu rồi rời đi từ đó Tần Hoàn và Tần Sương đều hiểu rằng bệnh tình của Thường thị chắc chắn không đơn giản. Không chỉ Thường thị không tiện gặp người, mà Bàng Phụ Lương cũng không muốn để người ngoài biết chuyện. Tần Sương có chút do dự, Tần Hoàn cũng vậy, nhưng Bàng Gia Môn nhìn nàng và hỏi, "Ngươi có thể giúp mẫu thân ta không còn đau nữa không?" Tần Hoàn dịu dàng đáp, "Phu nhân bị bệnh gì? Chỉ cần không phải bệnh quá khó chữa, ta đều có cách." Bàng Gia Môn không nói bệnh tình của Thường thị, chỉ nhìn tần hoàn với ánh mắt đầy tin tưởng ngươi có thể tần hoàn và tần xương liếc nhìn nhau cả hai đều cảm thấy mơ hồ như lạc vào màn xương sau khoảng thời gian ngắn bằng một chén trà bóng dáng của tình nương lại xuất hiện thiếu gia lão gia cùng chi phủ uông đang ở trong viện của vị phu nhân kia đôi mắt của bảng gia ngôn sáng lên hắn lập tức nói nhanh lên các ngươi đi theo ta bảng gia ngôn nhìn tần hoàn một lát rồi nhíu mày, các ngươi hai người có thể đi, nhưng các nha hoàn khác thì không được. Phục Linh và Bạch Anh đứng phía sau lập tức nhíu mày. Cả hai liền nghĩ đến chuyện xảy ra ở Bách Thảo Viên, nơi mà vị thần y nổi tiếng Tôn Hạo Nguyệt lại gây hại cho nhiều người như vậy. Tôn Hạo Nguyệt còn không được tin tưởng, huống chi là người trong bàng phù. Không được, ta phải đi theo tiểu thư. Ta cũng vậy. Phục Linh và Bạch Anh đồng thanh nói khiến bảng gia ngôn nhíu mày hắn nhìn cả hai một lúc rồi nói các ngươi quả thật trung thành vậy được hai người đi theo nhưng không được vào trong nhà nói xong bảng gia ngôn cất bước đi về phía bắc không rõ là do hắn quá quen thuộc với khu vườn hay vì lý do gì mà trên đường đi không hề thấy bóng dáng người hầu nào trong bảng phù cuối cùng họ vòng qua nhiều lối nhỏ đến trước cửa huy viên nơi chỉ có một bà tử đang đứng chờ thấy bà tử đang chờ tình nương liền vội vàng tiến lên đã sắp xếp ổn thỏa chưa bà tử gật đầu những người khác đã bị ta khéo léo cho ra ngoài tình nương đáp nhẹ một tiếng ừ sau đó mời tần hoàn và tần sương cùng tiến vào bên trong huy viên rộng lớn hơn so với tưởng tượng của tần hoàn nhưng nàng không có thời gian để ngắm nghía nàng chỉ lặng lẽ đi theo tình nương và bảng gia ngôn nhanh chóng đến được phòng trong của thường thị Phòng ngủ của thường thị và bàng phụ lương cũng giống như những gia đình phú hộ khác, đầy vẻ xa hoa và lộng lẫy. Khi Tần Hoàn và Tần Sương bước vào, thường thị đang nằm trên giường, ánh mắt ngây dài. Nghe thấy tiếng động, thường thị theo bản năng quay đầu lại. Khi nhìn thấy Tần Hoàn và Tần Sương, sắc mặt của bà lập tức thay đổi. Tần, Tần cô nương, mẫu thân không cần lo lắng, phụ thân không hay biết gì đâu bảng gia ngôn nhanh chóng chạy đến bên cạnh thường thị trong khi tần hoàn và tần sương bước tới gần hơn khẽ cúi đầu hành lễ khi tiến lại gần cả tần hoàn và tần sương đều giật mình thường thị nửa ngồi tựa trên gối mềm mặc một bộ trung y không che giấu được thương tích nơi khóe mắt bà xuất hiện một vết bầm tím lớn thường thị vốn là một người phụ nữ có dung mạo thanh tú nhưng vết bầm tím kia trên gương mặt khiến người nhìn không khỏi xót xa nhìn thấy sự kinh ngạc trong ánh mắt của tần hoàn và tần sương thường thị lộ vẻ lúng túng khẽ quay sang tình nương hỏi rốt cuộc là chuyện gì bảng gia ngôn vội vàng nói cửu cô nương biết chữa bệnh ta đã mời nàng đến để xem bệnh cho mẫu thân nhìn thấy dáng vẻ tha thiết của bảng gia ngôn đôi mắt đã ửng đỏ thường thị lại quay sang nhìn tần hoàn và tần sương khẽ cười khổ khiến hai vị cô nương chê cười rồi với bộ dạng này thật không tiện tiếp khách quả là thất lễ tần hoàn thở dài phu nhân cứ yên tâm ta chỉ làm tròn trách nhiệm của người chữa bệnh tuyệt đối sẽ không hỏi thêm bất kỳ điều gì ngừng một chút tần hoàn lại nói tam thiếu gia có lòng hiếu thảo nhưng nếu phu nhân thật sự không muốn ta và lục tỷ có thể ra ngoài ngay thường thị càng thêm ngượng ngùng cúi đầu nhìn bảng gia ngôn một lúc rồi khẽ gật đầu được vậy làm phiền cửu cô nương Tần Hoàn gật đầu, tiến lên cẩn thận xem xét vết thương trên mặt Thường thị, rồi khẽ hỏi, "Chỉ có vết thương này thôi sao? Phu nhân còn chỗ nào khác không khỏe không?" Bảng gia Môn vội vàng nói, "Mẫu thân còn bị đau trên người nữa." Gương mặt Thường thị đỏ ửng, trông có vẻ hơi căng thẳng. Tần Hoàn liền nhẹ nhàng nói, "Phu nhân không cần phải cho ta xem hết, chỉ cần cho ta xem một phần là đủ. Ta cần biết rõ thương thế để kê đúng thuốc." thường thị do dự một lát rồi từ từ vén tay áo của mình lên đôi tay của thường thị trắng nõn thon dài như hành tước mềm mại như xương tuyết nhưng khi tay áo được kéo lên những vết roi hằn sâu và các mảng bầm tím lớn hiện rõ trông vô cùng đáng sợ tần hoàn khẽ mím môi cố gắng không để lộ vẻ kinh hoàng sau vài giây nàng gật đầu và hỏi chỉ có hai loại vết thương này thôi sao khóe mắt thường thị rưng rưng bà lặng lẽ gật đầu tần hoàn khẽ trầm ngâm một chút rồi nói ta đã hiểu chúng ta có mang theo không ít thuốc mỡ và dược liều ta sẽ mang đến giao cho tình nương phu nhân chỉ cần làm theo hướng dẫn là được nói xong tần hoàn lùi lại một bước khẽ nói phu nhân bảo trọng thường thị đôi mắt đã đỏ hoe khẽ gật đầu nhìn về phía tình nương hiểu ý tình nương tiễn tần hoàn và tần sương ra cửa Tần Hoàn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Tần Sương thì như bị dọa đến sững sờ, bước chân có phần cứng đờ. Tần Hoàn hít sâu, cố chấn tĩnh lại, ánh mắt nàng vô tình lướt qua cửa sổ, nhìn thấy tòa lầu nhỏ phía sau. Tiểu lầu được trang trí tinh xảo, sơn son bóng lộn, hẳn là nơi dành riêng cho bảng gia môn đứa trẻ được cưng chiều hết mực. Nhưng ai có thể ngờ rằng, một đứa trẻ được sủng ái đến thế, mà mẫu thân lại phải chịu đựng cảnh như vậy. Tần Hoàn siết chặt cổ tay áo, vẻ mặt nặng nề bước ra ngoài. Khi rời khỏi Huy Viên, họ không thấy bất kỳ hạ nhân nào khác, chỉ có bà Từ lúc trước đứng gác cửa. Thấy nhóm của Tần Hoàn đi ra, bà Từ khẽ thở phào nhẹ nhõm, hành lễ tiễn họ rời đi. Khi vừa đi đến khúc rẽ phía tây của Huy Viên, tình nương người từ nãy đến giờ vẫn im lặng bất ngờ xoay người, cúi người thật sâu. "Cảm ơn hai vị cô nương, chuyện này" Người yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói với ai một lời nào về chuyện này. Giọng nói của Tần Hoàn đầy sự chân thành. Nghe vậy, mắt tình nương đỏ hoe, phu nhân quá khổ sở, lần nào cũng phải chịu đựng mà sống qua ngày. Thiếu gia càng lớn, càng khó mà an ủi được. Khóe môi của Tần Hoàn khẽ mím lại, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nàng chỉ thở dài và nói, hãy để phu nhân tự chăm sóc bản thân. Ta sẽ đi lấy thuốc. Tình nương gật đầu, nô tỳ không tiện qua bên đó, sẽ đứng chờ ở đỉnh phía trước. Tần Hoàn khẽ đáp ừ, rồi nhanh chóng dẫn Tần Sương quay về sân của mình. Đi được hơn 10 bước, Tần Sương mới run rẩy lên tiếng, vậy. Đó là bàng lão gia đánh sao, nhiều vết roi và bầm tím như vậy, lại là bàng phu nhân, trong phủ ai dám cả gan ra tay với nàng. Tần Hoàn lắc đầu, không nói gì, nghĩ đến những vết thương trên người thường thị, Tần Sương không khỏi rụt vai, cảm thấy sợ hãi. Dù rằng tam phòng nhà họ Tần ở Cẩm Châu không phải vương tôn quý tộc, nhưng cũng thuộc gia đình phú quý. Các tiểu thư như họ từ nhỏ đã được nâng như chiều chuộng, không ai dám làm tổn thương dù chỉ một chút. Thường thì cũng xuất thân từ một gia đình giàu có, vậy mà giờ đây lại phải chịu cảnh sống như thế này. Bà chỉ để lộ cánh tay, vậy những nơi khác trên người thì sao? không trách được bàng gia môn cảm thấy đau lòng cho mẫu thân. Tại sao bàng phu nhân không nói ra? Tại sao không về nhà mẹ đẻ nhờ họ đòi lại công bằng? Nếu cứ tiếp tục thế này, lỡ bị đánh chết thì sao? Không, dù không bị đánh chết, sống thế này thì bàng phu nhân chắc chắn cũng sẽ giảm thọ. Tần Sương vốn tính tình nóng này, trong lòng có chuyện gì liền không nhịn được mà nói ra nhưng tần hoàn hiểu rõ nỗi khổ của thường thị, bằng phu nhân xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng nhà mẹ đẻ giờ đã xuống dốc. trong khi đó, bằng phủ lại là nhà giàu số một tây bắc. trừ phi bằng phu nhân đủ quyết tâm để ly hôn, nếu không nhà mẹ đẻ vì giữ thể diện, lại thêm sợ liên lụy đến gia tộc, e rằng không ai có thể kiềm chế nổi bằng lão ra. tần sương nghiến chặt răng, sau này nếu có ai dám đối xử với ta như vậy ta nhất định cầm dao liều mạng với hắn. Đúng là nhục nhã, không, không chỉ nhục nhã mà là sống không bằng chết." Tần Hoàn bất đắc dĩ nói, nhỏ giọng thôi, nếu để Bàng lão gia biết chúng ta đến gặp Bàng phu nhân, chỉ e còn chuốc thêm rắc rối cho bà ấy. Bàng phu nhân chắc chắn rất khổ sở, nhưng khi nãy ta thấy trên cánh tay bà ấy có vết thương mới chồng lên vết thương cũ, chỉ sợ bà ấy đã chịu đựng từ lâu việc này không phải người ngoài như chúng ta có thể can thiệp chỉ có thể để bảng phu nhân tự quyết định tần sương cũng hiểu điều đó dù trong lòng thương cảm cho thường thị nhưng nàng cũng biết rằng hôn nhân trong những gia tộc lớn không phải cứ muốn là có thể dứt khoát ly hôn huống chi bảng lão gia hiện nay lại có địa vị và quyền thế khi trở về dân tần hoàn lấy hai lọ thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn sau đó viết thêm một đơn thuốc ban đầu nàng định gửi cả đơn thuốc đi cùng nhưng lo ngại nếu bảng phụ lương nhìn thấy sẽ gây thêm rắc rối. Cuối cùng, nàng chỉ bảo Phục Linh nhớ kỹ vài loại dược liệu và nhắn lại cho tình nương. Phục Linh theo học tần hoàn đã lâu nên rất nhanh nhớ được toàn bộ dược liệu trong đơn thuốc. Sau khi mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, Phục Linh cầm thuốc mỡ đến tìm tình nương. Trong lúc đó, Tần Hoàn và Tần Sương ngồi chờ ở sân. Khoảng thời gian bằng một chén trà, Phục Linh đã quay trở lại, thở hồn hình. Tiểu thư, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, ngài cứ yên tâm." Nghe vậy, Cẩm Hoàn khẽ thở phào nhẹ nhõm, còn Tần Sương thì thở dài, thật đáng thương, tiểu thiếu gia còn nhỏ như vậy mà đã biết mẫu thân mình chịu khổ. Không biết sau này điều đó có ảnh hưởng đến tâm tính của hắn không? Chắc chắn sẽ có, giọng của Tần Hoàn trầm xuống, dù ít hay nhiều, cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Tần Sương lắc đầu, thôi sau này tốt nhất không nên gả vào nhà quyền thế lớn bảng lão gia là nhà giàu số một tây bắc nhưng trong tối lại thế này tốt nhất là gả cho người thật thà nhà mẹ đẻ còn có thể chống lưng nếu con gái ở nhà chồng bị ức hiếp nhà mẹ đẻ cũng sẽ đòi lại công bằng tần hoàn bật cười cũng chưa chắc đã như vậy tần sương hừ một tiếng thôi nghĩ về chuyện này làm gì chỉ sợ đến lượt mình ta cũng chẳng tự quyết định được tuy tính tình đơn giản nhưng từ sau chuyện xảy ra ở tần phủ và việc nàng không còn làm cái bóng theo đuôi tần tương tần xương thực sự đã trưởng thành hơn giờ đây nàng cũng nhận ra rằng việc hầu phủ tiếp đón các nàng khi đi bắc thượng không chỉ đơn thuần là vì quan hệ thân thích mà có lẽ còn có những sắp xếp khác trong phủ vụ án mạng đã khiến mọi người bất an nay lại biết thêm chuyện của bảng phu nhân tâm trạng của tần xương và tần hoàn càng thêm nặng nề đến chiều tần hoàn vẫn không nghe được tin tức gì từ yến trì chỉ biết rằng uông hoài vũ đã cử thêm nhiều người vào phủ thẩm vấn từ trên xuống dưới đồng thời tạm thời xếp vụ án của song thanh ban vào diện tai nạn ngoài ý muốn đến tối thanh lan đã trở về thanh huy viên trước đây thanh lan bị oan ức nhưng giờ đây sau khi thanh nhàn và dương anh khai nhận nàng đã được minh oan những tiểu nhị khác của song thanh ban bị bắt đi từ đêm trước cũng đã được thả về chỉ còn thanh nhàn và dương anh vẫn bị giữ tại phủ nha khi đến giờ cơm tối ba chị em tần hoàn đến sân của tần diễm để cùng dùng bữa suốt cả ngày tần diễm thường xuyên đến nguyệt lâu để hỏi thăm về vụ án đến lúc này tần sương không nhịn được nữa liền hỏi tam ca vụ án này đến bao giờ mới điều tra xong hôm nay tri phủ đại nhân có tìm ra manh mối gì không sắc mặt của tần diễm ngày càng nghiêm trọng còn trầm ngưng hơn lúc trước Chàng đáp, tạm thời vẫn chưa có manh mối. Trong nhà bếp có một người khả nghi, nhưng sau khi tra xét kỹ càng thì chỉ là kẻ tham tiền bạc. Còn cái chết của thanh quân vẫn chưa có bất kỳ manh mối hữu ích nào. Tần Sương chỉ đáp một tiếng à, trong khi Tần Hoàn chợt nhớ đến những lời Yến chỉ nói đêm trước, liền hỏi, Lưu Vận cùng rời đi lúc nào? Tần Diễm nhìn về phía Tần Hoàn, ta không biết hắn rời đi lúc nào. Sao ngươi lại hỏi chuyện này? Tần Hoàn khẽ gật đầu, Lưu Vận cùng vốn không ngại vướng vào chuyện phiền phức. Hắn và Bàng lão gia đã là bạn tốt nhiều năm, lại có mối liên quan đến cái chết của Thanh Quân. Ta nghĩ Chi phủ đại nhân sẽ thẩm vân hắn kỹ càng một phen. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 295. Thật ra, hiện tại đã cơ bản chứng minh được rằng Tần Diễm và những người khác không liên quan đến cái chết của Thanh Quân. Nhưng nếu đã chọn ở lại, tốt nhất vẫn là chờ kết quả rõ ràng nhất hơn nữa việc giải quyết tốt xấu cho lưu nhân lệ mà tần diễm quan tâm đặc biệt quan trọng hiện tại tần diễm dường như đã thay đổi ý định về lưu nhân lệ vì vậy cũng không cần phải tiếp tục chờ lâu hơn nữa thế thì không gì tốt hơn tần sương rõ ràng rất hài lòng với sự sắp xếp này tần hoàn không nói gì thêm nhưng tất nhiên cũng không phản đối tuy nhiên nàng lại suy nghĩ không biết yến chỉ dự định khi nào sẽ hồi kinh. Thân phận của chàng ta trong vụ án hình tư này vừa quan trọng lại vừa không. Nhưng dù thế nào thì đây cũng là danh hiệu do Thánh thượng tự phong. Nếu đã tham gia xử lý vụ án này, chẳng lẽ lại phải tiếp tục truy cứu đến cùng, giống như ở Cẩm Châu trước đây. Cửu muội muội, Tần Sương bất ngờ gọi lớn một tiếng. Tần Hoàn bừng tỉnh, nhìn về phía Tần Sương. Tần Sương bất đắc dĩ nói, ngươi đang nghĩ gì thế? Tam ca đang nói chuyện với ngươi đấy." Tần Hoàn vội vàng quay mắt về phía Tần Diễm, Tần Diễm lo lắng hỏi, "Ngươi không khỏe sao?" Tần Hoàn khẽ mím môi, lắc đầu, "Không, có lẽ chỉ là ngủ không ngon." Tần Diễm nói, "Ta đã bảo ngươi rồi, đừng cứ mãi buồn bã ở trong sân. Nếu cảm thấy nhàm chán thì đi dạo với lục muội muội." Hiện giờ trong phủ có chút ảm đạm mà nơi từng xảy ra chuyện chết chóc tất nhiên có phần ảm đạm ý của tần diễm là tốt nên tần hoàn gật đầu tam ca yên tâm nếu ta muốn ra ngoài ta sẽ tự đi sau khi ăn sáng xong tần sương quả nhiên không kiềm được mà muốn ra ngoài nhưng vừa bước đến cổng viện nàng lại thấy bảng gia ngôn đang ôm một chiếc hộp đứng ngoài cửa còn tình nương thì đứng sau lưng hắn khi nhìn thấy tần hoàn bước ra tình nương liền vội vàng cúi chào Tần Hoàn có chút bất ngờ, hỏi, sao các ngươi lại ở đây? Tỉnh Nương mỉm cười đáp, Tam Thiếu Gia đến đây để tặng quà. Tam Thiếu Gia rất thích chơi đùa cùng hai vị cô Nương. Lời của tỉnh Nương còn chưa nói hết, nhưng phần lớn là vì thương thế của phu nhân thường thị đã có chuyển biến tốt. Bảng gia ngôn dù nhỏ tuổi, lại ôm một chiếc hộp to như vậy, trông có vẻ rất mệt. Tần Hoàn liền vội nói, vậy mau vào trong đi. Bảng gia môn không nói gì, chỉ ôm chiếc hộp theo sau tần hoàn. Khi vào phòng, Phục Linh và Bạch Anh đều tò mò nhìn chiếc hộp mà bảng gia môn đang ôm. Hắn đem chiếc hộp lớn đặt lên bàn trong nhà chính, rồi xoạch một tiếng mở nắp hộp ra. Chiếc hộp vừa mở ra, bên trong toàn là những món đồ chơi rực rỡ sắc màu. Trong đó, nổi bật nhất là chiếc xe ngựa nhỏ màu vàng mà bảng gia môn yêu thích. Ngoài ra còn có nỏ vàng, chuỗi ngọc cửu liên hoàn, những con rối đất và cả những chú hổ nhỏ làm bằng vải. Tất cả đều là đồ chơi trẻ con, khiến Tần Hoàn và mọi người không nhịn được mà mỉm cười. Thấy Tần Hoàn và mọi người cười, bàng gia ngôn hết cầm lên, nói, ngươi, chọn trước đi. Bàng gia ngôn chỉ tay về phía Tần Hoàn, nàng bật cười, bước lên trước, nhiều bảo bối thế này, tam thiếu gia thật sự không tiếc sao. Cả chiếc xe ngựa này cũng chịu bỏ à. Bàng gia ngôn liếc nhìn chiếc xe ngựa với vẻ tiếc nuối nhưng rồi lại mạnh mẽ quay đầu đi nói người muốn thì cứ lấy đi tần hoàn cầm lấy chiếc xe ngựa quả nhiên bảng gia ngôn nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua nhưng ngay lập tức quay đi như thể không muốn để lộ vẻ tiếc nuối tần hoàn đặt xe ngựa xuống tiếp tục xem xét từng món đồ tần sương đứng bên cạnh thấy cũng thú vị liền tiến lại gần ô cái cửu liên hoàn này khi nhỏ ta cũng từng chơi qua, nhưng mà chơi không được. Tần Hoàn chỉ nhìn mà không nói gì, trong khi đó, Tần Sương liên tục díu rít hỏi. Cái này là gì vậy? Tần Sương cầm một ống tròn bằng bạc, tò mò hỏi. Bảng gia ngôn nhíu mày đáp, thiên lý nhãn. Hả, nghe nói đến mắt, Tần Sương lập tức áp ống tròn lên mắt và nhìn về phía bảng gia ngôn. Chẳng mấy chốc, nàng giật mình kêu lên, rồi vội vàng ném lại ống tròn vào hộp, trời ơi, mặt lớn khủng khiếp thế này, thật là dọa người. Nói xong, nàng cầm lấy vài con rối ngẫu nhiên, rồi thốt lên, ô, những thứ này đúng là tinh xảo như đúc. Đó là do tình nương tự tay làm, bàng gia môn nói với vẻ đầy tự hào. Tần hoàn liếc mắt nhìn một lượt, thấy đó là những con rối đang biểu diễn các trò xếp ảo thuật, có người vũ đao lộng kiếm, có người nuốt đao phun lửa. Mỗi con rối chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay, nhưng quần áo, biểu cảm và động tác của chúng đều khác nhau, trông vô cùng thú vị. Tần Sương ngắm một lượt rồi đặt xuống, lại hỏi: "Cái này là gì đây?" Tần Sương cầm lên một bàn cờ hình vuông, bên trong các quân cờ cũng có hình vuông, được đặt sát nhau nên không thể dễ dàng lấy ra. Nhưng các quân cờ này có thể di chuyển lên xuống, trái phải. Trên mỗi quân cờ là hình các nhân vật với màu sắc khác nhau và bàn cờ chỉ thiếu một ô trống. Bảng gia ngôn liếc nhìn, rồi đáp, đây là trò, hoa dung đảo. Hắn lại nói, ta sẽ dạy ngươi cách chơi, nếu ngươi có thể giúp Tào Tháo thoát ra được, ta sẽ cho ngươi chọn thêm một món nữa. Tần Sương ngạc nhiên, hóa ra hắn không định cho nàng chọn ngay. Nàng nhìn lướt qua chiếc hộp của bảng gia ngôn, trong lòng muốn trêu chọc hắn một chút, nhưng lại không muốn bị cậu nhóc này coi thường, bèn hất cầm lên, đáp, một lời đã định. Hoa dung đạo, nghe đến ba chữ này, trong lòng tần hoàn chợt cảm thấy quen thuộc, liền hỏi, có phải liên quan đến câu chuyện về tào tháo của triều ngụy? Nghe tần hoàn hỏi vậy, tần xương chớp mắt vài cái, vẻ mặt có chút mơ hồ. Còn bàng gia ngôn thì gật đầu, hỏi, người biết sao? Tần hoàn khẽ cười, hơn 300 năm trước, triều ngụy chia ba chính quyền lớn. Tào tháo, người đứng đầu ngụy triều, trong một trận chiến ở Nhạn Giang đã thất bại và phải tháo chạy. Con đường hắn chạy trốn được gọi là Hoa Dung Đảo, câu chuyện này còn được diễn lại trong rất nhiều vở kịch. Tần Sương nhìn bàn cờ trên tay, nói, thì ra là vậy. Vậy ta phải giúp nhân vật này thoát ra, đúng không? Tần Sương chỉ vào một quân cờ ở góc trên bên trái của bàn cờ, hỏi. Bảng gia ngôn gật đầu, đúng, để ta dạy ngươi cách chơi bảng gia ngôn bình thường ít khi có ai chơi cùng, nên lúc này hắn thực sự rất hào hứng. Thấy Tần Sương thích thú, hắn liền nhiệt tình dạy nàng cách chơi hoa dung đảo. Còn ánh mắt của Tần Hoàn thì lại dừng ở chiếc hộp của bảng gia ngôn. Tần Hoàn không nhịn được mà nhìn về phía những con rối xếp ảo thuật, rồi nói, mấy thứ này là do tình nương tự tay làm sao? Thật sự rất tinh xảo. Tình nương ngượng ngùng cười, nói, nô tỳ chỉ biết làm vài việc may vá đơn giản thôi à. Tần Hoàn bước vài bước về phía cửa sổ, rồi hỏi, phu nhân thế nào rồi? Nghe vậy, thỉnh nương vội đáp, phu nhân đã khỏe hơn nhiều, vốn dĩ muốn đến cảm tạ cửu cô nương, nhưng thực sự không tiện. Phu nhân trong lòng rất áy náy, tiểu thiếu gia cũng rất biết ơn cô nương. Chỉ là mấy món đồ chơi này có lẽ sẽ khiến cô nương chê cười. Tần Hoàn lắc đầu, đưa mắt nhìn, nàng thấy bảng gia ngôn nhỏ tuổi nhưng lại ra dáng một tiểu đại nhân, đang chỉ huy tần xương, liền thở dài, tam thiếu gia còn nhỏ tuổi mà đã như vậy, đủ thấy phu nhân dạy dỗ rất tốt. Những món đồ chơi này cũng thật đáng yêu. Nói xong, tần hoàn đi đến chiếc hộp của bảng gia ngôn, chọn ngẫu nhiên một con rối nhỏ, rồi nói, ta chọn cái này vậy. Con rối mà tần hoàn cầm trong tay là một nhân vật cầm trường thương. Dù đây chỉ là vai võ phụ trong gánh hát, nhưng nhìn cây trường thương kia, nàng lại bất giác nhớ đến lần đầu gặp Yến Trì vào đêm hôm đó. Cảm ơn cửu cô nương, cô nương thật có lòng. Bàng Gia Ngôn đã đến để cảm tả, nếu Tần Hoàn từ chối không nhận, chắc hẳn hắn sẽ cảm thấy băn khoăn. Giờ nàng đã cầm một món đồ, trong lòng bàng Gia Ngôn cũng được an ủi phần nào. Thấy Tần Hoàn chọn con dối, bàng Gia Ngôn liền lén liếc nhìn, nhận ra nàng đã lấy đi con dối vai võ phủ hắn khẽ thở phào rồi tiếp tục chỉ dẫn cho tần sương cách chơi động tác nhỏ này của hắn lọt vào mắt mọi người khiến bạch anh không nhịn được mà bật cười khẽ sau một hồi chỉ dậy bàng ra ngôn nhíu mày nói sao ngươi lại vụng về như vậy tần sương nhíu mày như thể cầu cứu quay sang nhìn tần hoàn ta thật sự không biết phải làm sao đi một hồi rồi lại quay về như cũ tần hoàn hơi nhướng mày tiến đến gần hơn để nhìn bàn cờ có tạo hình độc đáo. Các quân cờ lớn nhỏ không đồng đều, đúng là không thể tùy tiện di chuyển mà dài được. Nàng quan sát một lúc, rồi bất chợt chỉ vào một quân cờ và nói. Quân cờ này hãy di chuyển lên phía trên. Dù không phải người thông minh xuất chúng, nhưng Tần Sương cũng không đến mức vụng về. Chỉ một câu chỉ dẫn của Tần Hoàn, nàng lập tức sáng tỏ. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ quyết tâm, tập trung nhìn vào bàn cờ chẳng bao lâu đã giúp tào tháo thoát ra tần sương vui mừng reo lên thế nào ta đã giúp hắn thoát ra đúng không bảng gia môn khẽ hừ chẳng phải là nhờ người khác chỉ điểm sao thôi để ngươi chọn thêm một món nữa vậy tần sương vốn chỉ muốn chơi cho vui liền đáp ai thèm đồ của ngươi chứ ta chỉ đùa với ngươi thôi bảng gia môn nhíu mày tỏ rõ vẻ không hài lòng hắn lườm tần sương một cái thu lại bàn cờ hoa dung đảo, rồi đi đến bên hộp, lấy ra một chiếc nhẫn ngọc nhỏ đặt lên bàn, cho ngươi. Nói xong, hắn cũng không ở lại lâu, nhanh chóng đóng hộp lại, ôm nó rồi rời đi. Tỉnh nương nhìn về phía tần hoàn và tần xương, mỉm cười bất đắc dĩ rồi hành lễ, sau đó vội chạy theo bảng gia môn. Tần xương mỉm cười, cầm lấy chiếc nhẫn ngọc, hơi ngạc nhiên, ồ, chiếc nhẫn này kích thước thật vừa vặn, trông cũng rất đẹp nàng có chút ngượng ngùng, chẳng phải như vậy là nàng đã thật sự lấy đồ của bảng gia môn sao? Dù chiếc nhẫn rất đẹp, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là món đồ chơi của một đứa trẻ. Tần Hoàn liền nói, hắn đã cho người thì cứ giữ đi, chỉ coi như một món đồ chơi nhỏ thôi. Tần Sương ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy đúng, bèn cười nói, tam thiếu gia này quả thật có chút thú vị. Bởi vì chuyện này mà mất khá nhiều thời gian, nên cuối cùng tần sương không còn nhắc đến việc ra ngoài nữa mà chỉ ở lại phòng tần hoàn xem nàng bào chế thuốc đến tối yến trì và yến ly cùng uông hoài vũ đến thanh huy viên điện hạ vẫn chưa tìm được manh mối nào khi đến nguyệt lâu uông hoài vũ cau mày nói từ lúc thanh quân rời đi cho đến khi đến nguyệt lâu đã qua một canh giờ rưỡi trong khoảng thời gian này mọi người đều có bằng chứng về hành tung của mình Vậy còn ấm trà kia thì sao? Yến chỉ bất ngờ hỏi, người mang trà đã tra hỏi chưa? Người mang trà là một gia nhân dưới chướng bảng quản gia. Khi thanh quân rời đi, chính bảng quản gia đã tự mình đưa nàng ra ngoài. Đến cửa, nàng nói muốn uống trà, nên bảng quản gia bảo gia nhân bên cạnh mang trà đến. Theo lời khai, gia nhân này chỉ đưa trà vào phòng rồi rời đi. Khoảng thời gian này kéo dài chừng 30 phút, ngay trước khi Thanh Quân rời đi để đến Nguyệt Lâu. Thanh Huy Viên rất rộng lớn, nhưng người hầu trong phủ lại không nhiều. Thêm vào đó, các lối đi trong vườn lại thông nhau, khiến việc xác định hướng di chuyển của hung thủ trở nên khó khăn. Yến Chỉ nheo mắt, hỏi, "Trong vườn đã lục soát hết chưa?" Uông Hoài Vũ gật đầu, "Khu vực quanh sân của Thanh Quân đã được lục soát kỹ." Yến Chỉ lắc đầu, "Không chỉ lục soát quanh khu viện này." Những nơi xa hơn cũng phải kiểm tra." Ánh mắt của Uông Hoài Vũ lóe lên, lập tức gật đầu. Hắn quay sang Bàng Phụ Lương, người đang chờ ở một bên, nói: "Hiện tại chưa tìm được gì, e rằng vẫn cần phải điều tra kỹ hơn trong vườn." Bị lục soát nhà cửa tất nhiên không phải chuyện tốt, nhưng trong tình huống này, không còn cách nào khác. Bàng Phụ Lương vội đáp: "Chi phủ đại nhân, xin cứ tự nhiên." Uông Hoài Vũ tỏ vẻ hài lòng liền gọi các bộ đầu đến và dặn dò công việc thấy vậy yến chỉ lập tức bước ra ngoài yến ly vội chạy theo hỏi thất ca cũng muốn cùng đi sao yến chỉ gật đầu chỉ là đi dạo một chút thôi lúc này trời đã xế chiều cả thanh huy viên được bao phủ bởi ánh hoàng hôn mờ nhạt sắc trời dần tối khiến nhóm nha sai trong phủ phải gấp rút bước chân yến chỉ bước ra ngoài nhìn ngó xung quanh rồi đi về hướng bắc phía sau Nguyệt Lâu. Yến Ly đi theo sát Yến Chỉ, sau khi dặn dò xong, Uông Hoài Vũ cũng vội chạy theo, nói, Điện Hạ, phía sau này có phần hẻo lánh, theo lời bàng quản gia thì không có ai ở đây. Yến Chỉ nhíu mày, cứ lục soát đi, không cần quá kỹ càng, nhưng cũng phải xem thử có phát hiện gì khả nghi không. Nghe vậy, Uông Hoài Vũ gật đầu lia lịa, vâng, Điện Hạ nói rất đúng. Yến chỉ tiếp tục đi thêm vài bước, rồi dừng lại. Uông Hoài Vũ liền sai vài nha sai đi điều tra phía trước. Đứng tại chỗ, Yến chỉ nói, Uông Chi Phủ, ta nghe nói thanh quân chết đi dường như không còn người thân nào. Uông Hoài Vũ gật đầu, đúng vậy, hơn nữa nàng vốn sống ở Định Châu. Hạ quan đã phái người đến Định Châu trước rồi. Yến chỉ giữ vẻ mặt bình thản, nói, nhưng ta nhớ rằng nàng còn có một sư tỷ. Uông Hoài Vũ thoáng sừng sốt, rồi như chợt nhớ ra điều gì, mắt sáng lên, đúng vậy. Nàng quả thực có một sư tỷ, nhưng đã xuất giá. Chuyện này, hạ quan sẽ hỏi thêm người của song Thanh Ban để xác nhận. Nhắc đến song Thanh Ban, ôm hoài vũ lại thở dài, Thanh Nhàn và Dương Anh cố ý vu oan cho Thanh Lan, nhưng lại không thừa nhận cái chết của Thanh Ly có liên quan đến họ. Sợ rằng cái chết của Thanh Ly sẽ bị coi là một tai nạn ngoài ý muốn. Ánh mắt Yến chỉ thoáng trầm xuống, nói, nếu không thể kết luận là vụ mưu sát, thì chỉ có thể coi đây là một tai nạn. Đang trò chuyện, bỗng một thị vệ từ phía sau chạy đến, báo, hai vị điện hạ, đại nhân, ở phía sau phát hiện một khu sân kỳ lạ. Hà, Uông Hoài Vũ lập tức tỉnh táo hẳn, hỏi, ở đâu? Ngay phía sau, xin mời đại nhân theo tiểu nhân qua đó. Uông Hoài Vũ nhìn sang Yến trì còn Yến Ly cũng không giấu nổi sự tò mò, khu sân kỳ lạ. Ở đâu, dẫn đường ngay. Nghe Yến Ly dục người hầu không dám chậm trễ, vội quay người dẫn đường. Yến Ly đi trước, Yến Trì im lặng bước theo, còn Uông Hoài Vũ thì đi ngay phía sau Yến Trì. Chẳng mấy chốc, họ đến trước một khu sân bị khóa cửa. chương 294 Đã hỏi xong, cũng không cần bàn thêm với bảng lão ra. Tần Sương âm thầm hư lạnh, trong lòng biết rõ sau khi bàng phụ lương tiếp cận phu nhân của mình, nàng tuyệt đối không tin tưởng hắn chút nào. Tần Hoàn hờ hững nói, bàng lão gia là một phú thương lớn ở phía Tây, Liêu Đại Nhân biết giao hảo với hắn, sau này trong quan trường gặp khó khăn, chắc chắn có người giúp đỡ. Tần Diễm khẽ nhíu mày, lời nói của Tần Hoàn khiến hắn chìm vào suy nghĩ. Mối quan hệ giữa Lưu Nhân Lệ và bàng phụ lương thân thiết hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ tuyệt đối không đơn giản như lời bàng phụ lương nói. Dù trước đây hắn có cảm giác như vậy, nhưng không có bằng chứng cụ thể. Lời của Tần Hoàn hôm nay khiến hắn không khỏi tự hỏi, liệu lần này lưu nhân lệ đến bàng phụ còn vì mục đích gì khác hay không? Tam ca, chuyện của lưu đại nhân, huynh cần cẩn trọng hơn. Nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Tần Diễm, Tần Hoàn liền thẳng thắn nhắc nhở. Khi lời vừa dứt, Tần Tương từ đầu không lên tiếng liền lạnh nhạt nói chuyện bên ngoài tam ca tự biết suy tính cửu muội đừng quản quá nhiều tần hoàn không phản ứng gì còn tần diễm dường như phớt lờ lời của tần tương chỉ liếc nhìn tần hoàn một cái trong lòng hắn hiện tại tần hoàn không phải là một cô gái tầm thường nàng đột nhiên nói ra những lời đó chắc chắn đã nhìn thấy điều gì đặc biệt tần diễm gật đầu nói đương nhiên phải cẩn thận hơn nghe lời này sắc mặt của tần tương lập tức cứng lại Tần Sương nhìn thoáng qua nàng, không khỏi bật cười. Trong thoáng chốc, nàng nhớ lại chính mình ngày xưa, cũng từng như vậy, tự cho rằng mình nói hay, nhưng trong mắt người khác chỉ là một kẻ ngây ngô không biết trời cao đất rộng. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Tần Sương hơi đỏ lên, may mắn là hiện tại nàng đã biết cách thu mình lại. Sau bữa cơm tối, Tần Hoàn trở về phòng để tiếp tục bào chế thuốc. Làm xong, nàng không chậm trễ mà lên giường nghỉ ngơi sớm. Hôm nay sau khi biết chuyện của Thường thị, trong lòng nàng không khỏi dấy lên nhiều cảm xúc. Thế đạo hiện giờ, nếu nàng là Thường thị, chắc chắn cũng sẽ phải lo nghĩ nhiều bề. Việc hòa ly chỉ xảy ra khi nhà mẹ đẻ của người phụ nữ có thế lực để đứng ra chống lưng. Đối với gia đình bình thường, chuyện hòa ly thường bị xem là nỗi nhục nhã của người đàn ông. Dưới triều đại trước, chỉ có nam nhân được phép bỏ vợ, còn dưới triều đại này, tuy hòa ly đã xuất hiện không ít nhưng trong mắt thế nhân hỏa ly chẳng khác nào việc thê tử bỏ rơi chính phu quân của mình vì thế trừ khi không còn cách nào khác rất hiếm khi đàn ông đồng ý hỏa ly họ không thích thê tử của mình thì có thể nạp thiếp hoặc cưới thêm bình thê càng nghĩ trong lòng tần hoàn càng nặng nề sự trầm trọng đó khiến nàng cảm thấy tâm trí phiền loạn đột nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động lạch cạch nàng giật mình lập tức mồi dậy hôm nay nàng đã khóa chặt cửa sổ từ bên trong không để lại khe hở nào cho yến chi trong lúc còn đang bối rối không hiểu chuyện gì một tiếng gõ nhẹ cốc cốc vang lên từ cửa sổ nếu là trộm làm sao lại đi gõ cửa sổ trong lòng tần hoàn khẽ động liền vội vàng bước xuống giường nàng bước đến gần cửa sổ khẽ hỏi yến chi bên ngoài vang lên tiếng ừ khẽ của yến chi tần hoàn vội mở cửa sổ cửa sổ vừa mở quả nhiên bên ngoài là yến trì dáng người cao lớn tuấn tú tựa ngọc hắn nhẹ nhàng chống tay lên bệ cửa sổ nhanh nhẹn nhảy vào bên trong rồi xoay người đóng cửa sổ lại khi nhìn thấy nàng chỉ mặc đơn bào mỏng manh hắn vội nói lên giường đi đừng để lạnh hắn vừa nói vừa kéo nàng về phía mép giường tần hoàn khẽ hỏi người tới đây làm gì yến chỉ liếc nàng một cái nhẹ nhàng đáp tại sao ta không thể tới? Vậy sao ban ngày ngươi không đến? Yến chỉ kéo nàng ngồi xuống mép giường, rồi giúp nàng nằm xuống, đắp lên chiếc chăn gấm. Hắn thấp giọng nói, ban ngày ta đến, có chắc gì gặp được nàng đâu. Tần Hoàn nghĩ lại cũng thấy có lý, tuy chỉ mới một ngày không gặp, nhưng giờ phút này, khi Yến chỉ đứng trước mặt, lòng nàng không khỏi dâng lên một niềm vui nho nhỏ. Dù không dễ gặp ta, nhưng ngươi là đề hình tư án sát ban ngày chẳng phải cần tập trung vào vụ án sao? Yến chỉ kéo lại chăn gấm cho nàng, đáp, ta đến đây là để nói với nàng chuyện này. Nghe vậy, Tần Hoàn vội hỏi, có chuyện gì sao? Thấy nàng lo lắng, Yến chỉ bật cười, giọng nói ôn hòa, hôm qua ta có nói với nàng, ta sẽ điều tra quá khứ của Lưu Nhân Lệ. Giờ đã có kết quả rồi. Đôi mắt Tần Hoàn sáng lên, Yến chỉ tiếp tục, 8, 9 năm trước, Liêu Nhân Lệ từng đảm nhiệm chức đồng chi tại phía đông Từ Châu. Tần Hoàn khẽ nhíu mày, Từ Châu, đó chẳng phải là ở Hạ Du Nhạn Giang, một bên đông, một bên tây, đối diện với Dự Châu sao? Yến Trì gật đầu, đúng vậy, nhưng có một điểm rất trùng hợp, Liêu Nhân Lệ là người định Châu. Nhìn cách Yến Trì chỉ, chỉ trong một ngày đã tra xét mọi chuyện về Lưu Nhân Lệ, Tần Hoàn kinh ngạc, Lưu Nhân Lệ là người định châu vậy chẳng phải thanh quân cũng là người định châu sao yến trì gật đầu không chỉ vậy bảng phụ lương cũng là người định châu chỉ là sau này hắn chọn đến dự châu để gây dựng sự nghiệp mặc dù định châu cách dự châu không xa nhưng vì sao bảng phụ lương lại chọn đến dự châu nhưng đó chưa phải điều quan trọng nhất tần hoàn nhíu mày nói nếu ba người bọn họ là đồng hương tại sao bảng phụ lương lại không nhắc đến đồng hương thường có tình nghĩa với nhau nếu hắn dựa vào điều này để kết giao, chuyện đó cũng rất hợp lý. Yến Chỉ gật đầu, đúng vậy. Nơi ở của Thanh Quân tại Định Châu ta vẫn chưa cho người điều tra. Tần Hoàn hiểu rõ, chỉ với một ngày làm sao có thể tra hết tình hình ở Định Châu? Nghĩ một lát, nàng đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, Thanh Quân tuy đã chết, nhưng ta nhớ năm xưa nàng từng có một sư tỷ. Yến Chỉ cũng nghĩ đến điều đó, ý nàng là. Có lẽ sư tỷ của nàng biết mối quan hệ giữa nàng và bảng phụ lương. Tần hoàn gật đầu, chẳng phải nói sư tỷ của nàng đã gả chồng sao. Dù đã lấy chồng, cũng không thể hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Hoặc có khi, sư tỷ ấy biết thanh quân có thủ oán với ai. Người chết chính là thanh quân. Bảng phụ lương nói nàng là người định châu và không có thân thích hay bạn cũ. Nhưng trước mắt, tần hoàn đã biết nàng có một sư tỷ. Mà sư tỷ thì chắc chắn sẽ biết được nhiều chuyện hơn. Ta hiểu ý nàng, sẽ cho người đi điều tra. Dừng lại một chút, Yến Chỉ tiếp lời, người của Song Thanh Ban hiện đang ở trong phủ. Ngày mai, chỉ cần để Uông Chi phủ trực tiếp thẩm vấn là xong. Tần Hoàn đáp, đúng vậy, cả hai vụ án đều có liên quan đến Song Thanh Ban. Nói đến đây, Tần Hoàn đột nhiên cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp, trước sau có hai người chết, một là bầu gánh hiện tại một là bầu gánh đời trước. Nếu không phải cái chết của Thanh Ly chưa được xác định là mưu sát, ta đã nghĩ rằng có người đang trả thù xong Thanh Ban. Đôi mắt Yến chỉ hơi híp lại, vụ án của Thanh Ly hiện tại vẫn được xem là một tai nạn. Nếu không phải tai nạn, khả năng đúng là có kẻ nhắm vào song thanh ban. Tần Hoàn gật đầu, nói thêm chuyện về lưu nhân lệ, ta đã ám chỉ với Tam Ca. Ta tin rằng huynh ấy sẽ cẩn trọng hơn tất cả cũng chỉ vì nề mặt nàng nếu không ta chẳng muốn can dự vào chuyện của hầu phù tần hoàn trầm ngâm giây lát hỏi hầu phù có phải đang tìm cách lôi kéo nhân lực cho thái tử không yến trì gật đầu lần trước nàng xem chúng ta đánh cờ chắc đã nhận ra điều đó vậy ngươi nghĩ thế nào tần hoàn hỏi ta nghĩ thế nào ư từ xưa văn thần lo an bang võ tướng lo định quốc trong triều văn thần thường tâm tư đa đoan, còn võ tướng thì nắm giữ binh quyền, vị thế vô cùng quan trọng. Hiện tại ta chưa có ý định gì, cũng không thể để thánh thượng nghĩ rằng ta có ý đồ riêng. Lời của Yến chỉ nghe có vẻ bình thường, nhưng lại khiến lòng tần hoàn căng thẳng. Đường kim thánh thượng còn đang ở độ tuổi tráng nhiên, dù đã lập thái tử, nhưng điều đó không có nghĩa quyền lực trong triều đình đã hoàn toàn nghiêng về thái tử. Từ xưa, không ít thái tử được sắc phong sau đó bị phế truất, mà cũng không thiếu những thái tử muốn ngồi lên ngai vàng sớm, đến mức bức vua thoái vị. Duệ Thân Vương hiện là chủ soái sóc Tây quân, còn Yến Trì dù đã hồi kinh cũng là thân phận thiếu soái. Nếu Yến Trì thực sự nghe theo lời Tần Diễm mà dựa sát thái tử, có thể hình dung Thánh thượng sẽ e dè hắn đến mức nào. Vì vậy, Yến Trì chỉ, chỉ có thể án binh bất động, lấy lòng trung thành với Thánh thượng để bảo toàn bản thân nghĩ thông suốt điều này tần hoàn không khỏi cảm thấy lạnh người ngày đó khi tần diễm muốn mượn sức yến trì nàng không nghĩ sâu đến thế giờ suy nghĩ kỹ lại nàng mới hiểu thái độ của yến trì khi đó quả thật rất sâu xa thì ra là vậy hóa ra trước giờ ta suy nghĩ quá đơn giản nàng đã nghĩ thế nào ngày đó thấy thái độ của ngươi mập mờ ta chỉ nghĩ ngươi không muốn dựa dẫm vào thái tử nghe vậy Khóe môi yến chỉ hơi cong lên, tại sao? Thái tử là Đông Cung, là thánh thượng tương lai. Tần Hoàn khẽ mím môi, nói, thái tử dù là thái tử, nhưng trong lòng ta, ngươi là thế tử duệ thân vương, người lập nhiều công lao hiền hách. Trong chiều hay ngoài chiều, không ai có thể ép buộc ngươi làm điều gì. Nghe Tần Hoàn nói vậy, Yến chỉ khựng lại một chút, không nói gì thêm. Tần Hoàn không hiểu tại sao hắn lại im lặng, một lúc sau, Yến Chỉ mới đưa tay vuốt nhẹ gò má nàng, giọng nói trầm xuống. Đột nhiên ta không muốn để nàng vào kinh thành nữa. Hả, đợi hồi lâu, nàng không ngờ lại nghe được câu này từ hắn. Yến Chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng ôm Tần Hoàn vào lòng. Ngươi nhìn thấy người khác trước mặt ta đều tỏ ra cung kính, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không bị áp lực hay bức bách. Đặc biệt là ở hoàng thành nơi bề ngoài phồn hoa, nhưng bên trong lại đầy rẫy những kẻ nấp trong bóng tối châm ngòi tuổi gió, toan tính đủ điều. Những lời nói nơi đó đều mang lợi ích, không có điều gì là ngẫu nhiên. Khói sóng mịt mù, sóng ngầm cuồn cuộn, khó mà nắm bắt được. Hơn nữa, nơi đó sát khí dày đặc, ngươi sẽ không thể tưởng tượng nổi có bao nhiêu mũi tên nhắm thẳng vào ngươi. Nghe Yến chỉ nói, lòng tần hoàn chợt căng thẳng, nàng theo bản năng ôm lấy eo hắn. Yến chỉ nhận ra hành động của nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên tay nàng, thì thầm, sợ rồi sao? Tần Hoàn lắc đầu, ta đã sớm nghĩ đến vài điều, nhưng không thể hiểu rõ ràng như ngươi. Yến chỉ nhẹ vuốt lưng nàng, dịu dàng nói, những điều ta vừa nói, nàng nghe và hiểu một nửa là được. Giữ chút cảnh giác, còn lại hãy để ta lo. Lòng Tần Hoàn hơi thả lòng, nàng tự nhiên tin tưởng hắn, dù vừa rồi hắn nói rằng chính mình không phải kẻ bất bại. Nhưng những lần tìm được đường sống trong chỗ chết đều là nhờ Yến Trì nàng không tin hắn dựa vào thế lực một tay che trời, mà tin vào lòng nghĩa vô phản cố của hắn dành cho nàng. Ta hiểu, và ta tin ngươi. Giọng nói của tần hoàn nhẹ nhàng mềm mại, giữa đêm lạnh gió rét lại càng thấm vào lòng người. Yến chỉ siết chặt vòng tay, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng. Có điều, hắn không nói ra, kinh thành không chỉ là nơi tàng long ngọa hồ mà còn đầy rẫy những kẻ hỗn tạp hắn không biết hồ phủ sẽ sắp xếp tương lai của tần hoàn ra sao nhưng có một điều chắc chắn ngày càng nhiều ánh mắt sẽ đổ dồn về nàng nghĩ đến điều này lòng hắn vừa kiêu ngạo tự hào lại vừa tức giận và bất mãn thứ này ta làm cho ngươi khi yến chỉ đang trầm ngâm suy nghĩ chợt nhận ra trong tay mình bị nhét một vật gì đó hắn vội mở ra nhìn kỹ thứ trong tay chỉ vừa chạm vào đã biết đó là gì là túi thuốc nàng làm xong rồi sao? Yến chỉ hỏi, cầm lên và đưa gần để người thử. Dù là túi thuốc, nhưng hương dược lại không hề nồng mà thoang thoảng mùi cỏ cây tươi mát. Yến chỉ hít một hơi, cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn. Đã làm xong rồi, bên trong chủ yếu là các loại dược liệu giúp tinh thần thư thái. Yến chỉ cất túi thuốc vào lòng, sau đó kéo tần hoàn vào vòng tay mình, nói, chỉ cần là thứ nàng làm, đều rất tốt tần hoàn khẽ mỉm cười mà không nói gì đột nhiên yến chỉ hỏi ngoài ta ra nàng còn làm túi thuốc cho ai nữa tần hoàn vô tư đáp trước đây ta làm một cái cho phục linh lần này ta định làm cho bạch anh và lục tỷ sắp xong rồi còn lại sẽ làm từ từ sau nghe vậy hơi thở của yến chỉ như ngừng lại hắn trầm giọng phục linh thì không nói làm gì nhưng nàng làm cho tần lục để làm gì còn bạch anh nữa nàng định để ta và bọn họ dùng cùng loại túi thuốc sao? Dù giọng của Yến chỉ hạ thấp, nhưng vẫn lộ rõ vẻ bực bội. Tần Hoàn ngẩn người, khẽ nói, ta chỉ là sắp làm xong thôi mà. Yến chỉ cúi xuống, hôn mạnh lên má nàng rồi nói, đưa hết cho ta, tất cả là của ta. Sáng sớm hôm sau, tình nương đích thân dẫn người từ nhà bếp mang bữa sáng đến phu nhân nói rằng vụ án trong phủ đã khiến thế tử và ba vị tiểu thư vất vả vì vậy hôm nay đặc biệt chuẩn bị vài món canh bồ không biết các tiểu thư thích món gì nên phu nhân còn sai người đến mua thêm điểm tâm nổi tiếng nhất ở thành dự châu khi tình nương vừa nói người hầu đã nhanh chóng bày biện thức ăn lên bàn nhìn bàn điểm tâm đầy ắp tần diễm nhướng mày nói thật quá phong phú thay ta gửi lời cảm tạ phu nhân tình nương cười xua tay nói không nhiều không nhiều đâu xin mời thế tử và các tiểu thư dùng bữa từ từ tần hoàn và tần sương đứng bên cạnh nhận thấy ánh mắt đầy cảm kích mà tình nương dành cho mình nàng liền hiểu sau khi thường thị dùng thuốc tình hình sức khỏe hẳn đã có chuyển biến tốt sau khi tiễn tình nương mấy huynh muội cùng nhau ngồi xuống dùng bữa tần diễm hơi ngạc nhiên nói hôm nay thực sự khác hẳn mấy ngày trước từ đầu bàng phụ lương đã không dám lơ là trong việc chiêu đãi tần diễm và các huynh muội mỗi bữa đều rất tinh tế nhưng hôm nay cách thức tiếp đãi lại vượt xa mọi quy cách trước đây khiến tần diễm có chút khó hiểu đến giữa bữa chàng lên tiếng vụ án này không biết đến bao giờ mới có kết quả chúng ta không nên ở lại quá lâu chờ thêm hai ngày nữa nếu vẫn chưa xong chúng ta sẽ rời đi phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn